Mình hôm nay đã dậy sớm sớm rồi nhưng mà nằm mãi chờ mãi để đến gần 7 giờ xem thị trường như nào. Tuy nhiên là cũng khá chắc rồi đúng không ạ? À cũng nói là chắc thì không biết chắc như thế nào. Nhưng mà chúng ta đã có một cái ngày cuối tuần là một cây nến xanh. Rất là hiếm khi mà chúng ta có một cây nến xanh vào ngày cuối tuần đúng không ạ? Mấy tuần trước chúng ta đều là ngày cuối tuần thì giá nó giảm. Tuy nhiên hiện tại thì giá nó đã tăng. Rất là nhiều bạn đang kỳ vọng câu chuyện rằng là à ok Bitcoin lên đúng không ạ, chắc là nhiều người đang kỳ vọng như thế, nhưng mà chúng ta sẽ xem nhá, xem là phân tích kỹ thuật nó cho chúng ta thông tin gì hay không. 3 phút nữa là đóng cái đến ngày hôm nay rồi, giá nó có thể là nó sẽ không biến động quá nhiều so với cả cái vị trí hiện tại đâu. 2 phút nữa thôi. Và mọi người thấy đúng không ạ, ok tăng thì tăng rất là tăng đấy. Cách đây lúc 4 giờ chiều, à 4 giờ sáng thì lỗi, một cây nến đâm lên và 2 tiếng tiếp theo thì giá nó đi nhẹ xuống, không biết là đây là nhịp hồi để đi lên tiếp hay rằng là lại là một cú hồi sâu rồi lại sideways hoặc đi xuống tiếp đây đúng không ạ? Làm sao mà biết được, nếu mà giá nó cho chúng ta đi một cách dễ dàng như thế thì còn gì là trading nữa đúng không ạ? Và mình luôn nhắc đi nhắc lại mọi người rồi, tất cả những cây nến, tất cả những cái gì vào cuối ngày và những thời điểm nhạy cảm nó sẽ đều có một sự toan tính nhất định. Hôm trước mình có nói đúng không ạ, hoàn toàn giá nó có thể nó sẽ chạm vào cái đường trendline, hoàn toàn giá nó có thể sẽ, nó sẽ chạm vào cái đường trendline, hoàn toàn giá nó sẽ chạm đường trendline và đảo chiều. Vậy thì hôm nay chúng ta có một cái gì ạ? Chúng ta có một cú phá vỡ lên trên đường trendline cách đây 2 tiếng và trong cái tiếng cuối cùng đóng cây nến thì giá nó chạm thấp hơn đường trendline. Thế là cũng sẽ không biết được rằng là đây là cú phá vỡ giả hay đây là đã phá được rồi. Thứ hai nữa, nhưng ngược lại chúng ta lại có một tín hiệu gì ạ? Trên khung nến ngày chúng ta đã lại có một cây nến nữa đóng cửa ở phía bên trên đường Bollinger giữa, giống như cây này, giống như cây này, và lần thứ ba thì chúng ta lại có một cây nữa. Và liệu nó sẽ xuống tiếp, cứ lên một ngày rồi lại xuống 2 ngày, lên một ngày rồi lại xuống, thậm chí xuống mấy ngày liền, 4 5 ngày gì đấy, và lần này thì không biết là nó có xuống nữa hay không đúng không ạ? Nhiều người đặt câu hỏi đấy. Mình thì mình cũng cố chờ đến 7 giờ mình xem có gì mới mẻ hơn không, mặc dù là ngay từ lúc mở mắt ra thì đã đoán là cây nền nó sẽ đóng như này rồi, nó sẽ đóng, nó phải đóng như thế này thôi, thế thì nó mới làm chúng ta lưỡng lự ở ngày đầu tuần mới được. Vậy lời khuyên của mình là gì? Lời khuyên của mình là ngồi chờ. Với các bạn hold coin thì mình không có lời khuyên gì nhiều, nhưng chơi coin thì cứ ngồi chờ thôi. Chúng ta vẫn phải nhìn thấy rõ ràng là cái đường trendline này nó chưa bị phá đâu, nếu khi nào nó đóng lên ở bên trên này cơ. Và nếu như chúng ta chuyển sang biểu đồ like, chúng ta mà ngồi kẻ một lần nữa thì chúng ta sẽ có xem có thấy được điều gì khác không nhé. Cũng vẫn như vậy thôi. Sang ngày mới thế đấy ạ. Đúng ạ, kể cả là biểu đồ đường. Chúng ta không tính dâu nến. Thì cái tuần, cái ngày vừa rồi, tuần cuối cùng là ngày cuối cùng của tuần vừa rồi, nó cũng vẫn chỉ chạm đúng vào trendline và nó cho chúng ta một cái tín hiệu. Vẫn là lưỡng lự. Nói thế thì hơi hòa vốn đúng không ạ? Tại vì là đã đưa nhận định và cuối cùng là bảo không biết. Thế nhưng mà tuy nhiên mình nói thật, tất cả những nhận định của ai đó ở trong cái thị trường này, ở trong thời điểm hiện tại như thế này, dựa trên những dữ liệu như thế này, các bạn có thể xem trên hội nhóm cũng được. Họ đoán đúng không phải họ giỏi, và họ đoán sai thì cũng phải họ kém. Mình nói nghiêm túc, mình muốn là anh em xem kênh của mình sẽ càng ngày càng hiểu rõ công việc trading là gì. Mình muốn được làm cho em nhìn thấy và hiểu rõ hơn về trading. Đó là có những cái thời điểm mà chúng ta không có cách nào khác ngoài cái việc ngồi chờ đợi. Nếu như chúng ta bỏ được trendline đi thì chúng ta thấy rằng là đây là một dấu hiệu cho đà tăng. Nhưng chúng ta lại nhìn tiếp vào trong phần volume và chúng ta thấy rằng là câu chuyện volume của ngày hôm qua không tăng. Trong một cái xu hướng tăng nhưng volume lại giảm thì cũng không có gì là tích cực cho một cái đà tăng tiếp theo cả. Nếu như cây nến này nó là cây nến có sự tăng mạnh về volume, mình sẽ nhận định ngay rằng là gì? Tuần này hoặc ít nhất đầu tuần sẽ có một nhịp tăng. Nhưng với một cây nến như thế này, thao túng như thế này, chỉ có 4 tiếng trước thôi, à 2 tiếng trước thôi, giá mới được đẩy đưa lên thì không thể nhận định rằng đây là một đà tăng được. Tuy nhiên nói rằng là nó sẽ giảm rồi nó không tăng nữa thì cũng là khó đoán. Thì chúng ta sẽ nhìn sang biểu đồ tuần xem sao.
vẫn là những cái gì mà chúng ta đã đoán được trước. Tiếp tục một tuần nữa, giá nó đã được đẩy lên, nằm lên trên đường EMA 50. Mình hay dùng đường EMA 50 và kể cả đường EMA, kể cả đường MA thì nó cũng đang hướng lên. À ok, nếu mà chúng ta dùng đường MA, chúng ta đã thấy một tín hiệu rằng là đường MA nó đang hướng lên rồi. Nhưng mà mình ít khi mình dùng đường MA. Vậy thì tín hiệu là gì ạ? Tín hiệu rằng là chúng ta nhìn thấy đúng không ạ? Có 1, 2, 3 cây nến đều đóng trên đường EMA 50 và đều biến động trong một khung hẹp. Cá mập nó đang muốn cho chúng ta đang nhìn vào một cái giai đoạn nhỏ hơn nhé. Anh em giúp mình nói trong clip trước rồi. Chúng ta đang nhìn vào trong cái khung giai đoạn như thế này. Và chúng ta đã quên đi cái giai đoạn sideways rộng hơn ở phía này. Biến động ngày càng hẹp. On trên thì sao? Trong suốt những cái ngày vừa rồi, chúng ta cứ cảm giác rằng là cái biến động còn lớn. Tuy nhiên, nhìn vào số lượng Bitcoin, có thể thấy 6.000 vào ngày mùng 6, 4.000, 4.000. Ok, và nếu mà nhìn xem sang khung giờ thì sao? Xem cả ngày hôm qua có gì biến động không? Ngày hôm qua không có gì biến động cả. Ngày hôm qua, nhìn ở trên phần này thì chúng ta thấy có vẻ đưa ra nhiều, nhưng chỉ là vài trăm Bitcoin, vài trăm Bitcoin. Cái lượng đưa vào nhiều của ngày 11 thì nó được lấy ra vào phần cuối của ngày, giúp giá nó cũng đi lên. Tuy nhiên lượng lấy ra rất là ít, 640 đâu đó cỡ khoảng độ 2.000 Bitcoin, không có nhiều biến động về on-chain dựa vào cái động thái đưa vào nạp giờ nạp rút của thị trường. Vì vậy rằng là chúng ta kỳ vọng sẽ có một cái biên độ mạnh sắp tới là cũng hơi khó. Nhìn vào market cap của đồng ổn định, USDT thì vẫn chưa có dấu hiệu tăng trở lại. Nhưng cái điều này thì theo mình là bình thường, bởi vì là tí nữa mình sẽ nói tại sao nhé. USDC thì có sự tăng nhẹ lên. Chúng ta nhìn tiếp sang nạp rút của các sàn đi. Ok, trên các sàn spot và các sàn phái sinh. Nó không cho mình bật cả hai sàn lên này. Thì chúng ta nếu trên sàn spot, nơi mà chúng ta tập trung vào là để chúng ta hay đánh giá rằng là đó là nơi mà cá mập nó hay lấy cả lấy mua Bitcoin ra đấy, thì chúng ta thấy vẫn là tiếp tục cho một cái đà giảm, có nghĩa là các tổ chức các quỹ có dấu hiệu vẫn đang mua. Và chúng ta thấy trên sàn phái sinh, nơi mà trong một thời gian trước đã có dấu hiệu tăng lên, đã có dấu hiệu tăng nhẹ, thì hiện tại là cũng tiếp tục giảm theo. Vậy rằng là có thể rằng là kể cả những người mua nhỏ lẻ cũng đang ôm vào khi mà nhìn thấy tín hiệu là có thể sẽ bắt đầu giá sẽ tăng. Đây là một tín hiệu không tốt khi mà người mua là cả, nói như thế nào nhỉ, khi người mua là cả người nhỏ lẻ lẫn cả tổ chức, thì thông thường thì nếu mà đẩy lên thì theo mình câu chuyện là giá nó sẽ vẫn lên thôi, nhưng mà ngay lập tức trong tuần này thì mình nghĩ là chưa, khá là khó để ngay trong tuần này đi lên. Số lượng Bitcoin chỉ từ ngày mùng 6 đến giờ thôi, tức là 6 ngày trong vòng một tuần vừa rồi, 5 ngày đã lấy bớt ra khoảng đâu đó 50.000 Bitcoin, con số khá lớn đấy. Mình không biết là khoảng bao nhiêu tiền, 50.000 nhân với giá hiện tại 34.300, gần 2 tỷ đô, 1 tỷ 7 đô Bitcoin được lấy ra bớt khỏi sàn. Ok, vậy là tín hiệu mua vào, tín hiệu gom hàng vẫn tiếp tục được củng cố. Tổng kết lại chúng ta có gì ạ? Tổng kết lại thì trong dài hạn, trung hạn và dài hạn thì mình thấy chưa có gì thay đổi cả. Cho đến khi nào mà các cái xu hướng giảm nó bị phá vỡ một cách triệt để. Xu hướng giảm ở đây có thể rằng là đường trendline trong khung ngắn bị phá, có dấu hiệu là đã bị phá, nhưng mà phá hay không thì chúng ta phải chờ xác nhận. Thứ hai quan trọng hơn đó là gì ạ? Cấu trúc. Mình nghĩ là ít nhất giá nó cũng phải phá được qua vùng, đây là vùng 36 37 ngàn, ít nhất giá nó phải phá qua được vùng này 37 ngàn. Và nếu như mà muốn tiếp tục cái đà tăng thì bèo nhất giá nó phải phá qua được 41 42 ngàn, thì chúng ta mới có thể hy vọng rằng là một cái sự bật tăng mạnh. Nhìn một chút về BTCD thì sao? Bitcoin Dominant đang có dấu hiệu tăng và mình nghĩ là nó sẽ còn tăng được nữa.
ít nhất là nó sẽ lại về test lại cái vùng đỉnh này. Ok, tức là 47-48%. Vậy thì với cái này mình có thể đưa ra nhận định rằng là đây không phải lời khuyên đầu tư nhé. Đó là trong tuần này chúng ta sẽ có một cái nhịp Bitcoin tăng đấy. Có thể đâu đó sẽ chúng ta sẽ test lại cái vùng 36.000 này trong tuần này. Với những tín hiệu của thời điểm hiện tại, ít nhất là trong tuần này mình nghĩ rằng là sẽ có một nhịp tăng. Mặc dù volume thì không ủng hộ nhưng có thể tăng không đến vùng 36.000, nhưng mà mình nghĩ là cái đà tiếp diễn tăng nó sẽ diễn ra trong vòng vài ngày sắp tới. Bởi vì cái Bitcoin Dominant nó đang tăng. Cái altcoin thì sao? Altcoin thì có thăng được theo Bitcoin không? Đây là câu hỏi này hơi khó. Chúng ta thấy rằng là altcoin nó cũng đã có dấu hiệu rằng là nó tạo được một cái vùng và nó đang có dấu hiệu đi theo Bitcoin, đúng không ạ? Tuy nhiên là mình nghĩ rằng là altcoin sẽ đi theo Bitcoin tăng nhưng không phải tất cả. Sẽ có một số đồng coin nó tăng và một số đồng coin không tăng. Nếu chúng ta nhìn vào trên đồ thị 7 ngày, biến động của 7 ngày, chúng ta thấy Bitcoin so với 7 ngày trước vẫn đang giảm, ETH giảm, có BNB tăng, ADA giảm, XRP giảm, Dogecoin thì còn giảm 12% cơ, đúng không ạ? Phần lớn vẫn là màu đỏ so với tuần trước thôi. Duy nhất mình thấy có một số đồng tăng như AV này, Luna tăng 42% tốt này, CRO này, Atom này, FTT này, các sàn giao dịch tăng nhiều quá nhỉ. Vậy có nghĩa rằng là đây, đồng leo, USDT leo, nó lên 36 rồi cơ. Gớm thật sự. Thì chúng ta thấy rằng là trong một cái bảng thì chúng ta cũng chỉ thấy trong top 100 cũng chỉ có đâu đó vài đồng là được tăng thôi. Một số đồng như là đang trên NFT đúng không ạ, nó cũng kéo cái bảng lên. KuCoin đúng không ạ, hình như KuCoin mới ra hệ sinh thái mới cũng đang được kéo lên. Vậy thì chúng ta phải xác định rằng là tuần này cũng có thể là như thế nhé, sẽ có một số đồng được kéo lên và một số đồng thì không được tăng, thậm chí còn là giảm. Cho nên là nếu như các bạn định mua bừa altcoin để mà hy vọng là nó sẽ tăng thì có thể là sẽ không mua trúng được cái đồng 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 nào mà nó đang được pump lên đâu. Tuy nhiên mình nghĩ rằng là altcoin cũng sẽ không giảm nhiều trong tuần này, nó sẽ đi theo hoặc ít nhất nó sẽ giữ cái vị trí này so với Bitcoin, mặc dù vốn nó sẽ đổ vào Bitcoin. Tuy nhiên mình nghĩ rằng là cái lượng vốn tiền mặt nó vẫn đang nằm rất là lớn ở trên sàn, thì chỉ cần số đó nó đổ vào Bitcoin thôi thì nó đã kéo được lên nhất định rồi. Chúng ta theo lời khuyên của mình, nếu như bạn đánh long short ấy thì hãy chờ thêm tín hiệu của ngày hôm nay, của ngày mai, hoặc là nếu như định đánh thì hãy kiểm soát cái vốn, theo mình là đi volume nhỏ thôi. Và chúng ta mọi thứ thì có vẻ ủng hộ cho một cái sự đi lên, nhưng trong cái quá trình đi lên mình nghĩ là giá nó sẽ liên tục retest những cái mốc cũ. Và mình kỳ vọng rằng là nếu như mình long lên, mình sẽ đợi nó test cái trendline này để mình có thể là mình mua lên. Và mình vẫn rất là cẩn thận, e sợ cái vùng EMA 200 này. Nghiêm túc là mình vẫn rất là sợ. Có thể là mình sẽ mua lên một cái lệnh như thế này. Có thể là mình sẽ mua lên một cái lệnh như thế này. Nhưng mà mình không vội vàng đâu. Với cây nến như thế này là mình biết rằng là ngày hôm nay cá mập nó không cho chúng ta, nó không muốn chúng ta có một cái chuyện mua lên ngay, hoặc là nó muốn để cho chúng ta lưỡng lự. Và khi mà chúng ta lưỡng lự thì hoàn toàn là nó sẽ có thể là một cái nhịp down xuống trước rồi mới lên tiếp, hoặc thậm chí nó lại trở về với cái tam giác dưới này. Với một cây nến mà nó tỏ ra cho cái chúng ta nó muốn làm cho chúng ta phải lưỡng lự như thế này thì mình nghĩ rằng là ngày hôm nay là một ngày vất vả đây. Tuần này sẽ là một tuần mình nghĩ là xu hướng nó sẽ lên, nhưng đánh ngay trong ngày hôm nay thì sẽ khó. Theo mình là khuyên các bạn là nên tạm đứng ngoài thị trường. Về tin tức thì sao? 82% tổ chức kỳ vọng là giá sẽ tăng. Ok. Đúng không ạ? 82 những cái nhà đầu tư nhà đầu tư quỹ được khi được khảo sát đấy thì nói rằng là nhận thấy là giá sẽ tăng. Thế mới chết người chứ. Khi mà rất là nhiều người nói tăng thì thường nó cũng chưa tăng ngay đâu. Tất cả những thông tin đều ủng hộ cho tăng giá. Nhưng đây, Apple Co-founder đây, hôm qua mình có nói câu chuyện tin này tin cũ đúng không ạ? Mình hôm nay mình có xem thì người ta nói rằng là trong một cái sự kiện ở Mexico thì bố ai mà kiểm chứng được. Ông Wozniak ông nói rằng là lại một lần nữa ông nói rằng là đây là cái gì? Vàng là gì? Vàng là cái gì? Vàng là một cái phép màu toán học. Và
Vàng là một cái loại vàng điện quên là Bitcoin là một cái loại vàng điện tử không thể so sánh, không thể thay thế, còn không thể cạnh tranh được. Tuy nhiên rằng là ông ấy vẫn chưa đầu tư vào Bitcoin, hóa vốn thật, nhưng mà ông ấy tin rằng là nó sẽ tồn tại. Mình nghĩ rằng là những cái tin tức này cũng không kiểm chứng được, và đấy lại một lần nữa cái tin tức là cá nó lái ra. Michael Saylor, chủ tịch Michael Strategy đúng không ạ, thì đã bắt đầu khuyên người ta là tìm và đầu tư Bitcoin và HODL. Ông ấy liên tục rồi, quỹ vừa mới mua thêm tương đối Bitcoin, cho nên là cái chuyện mà ông ấy hô mua thì chẳng có gì là bất ngờ cả. Tin tức không có gì nhiều để mình nói. Một số tin xấu vẫn được đưa ra, mọi người để ý nhé. China nó vẫn đang đưa ra những đồng nhân dân tệ điện tử. TikTok thì ban. TikTok thì ban, đúng không ạ? Câu chuyện nói về 550 triệu đô GBTC cổ phiếu Grayscale ấy cũng sắp sửa đưa ra. Hai ETH thì vẫn chưa cập nhật được đúng không? Chắc là nó vẫn còn vướng một số vấn đề. Không có cái gì hay không? À, một cái quỹ 10 tỷ đô thì đang chuẩn bị đưa ra cộng đồng 10 tỷ đô mà ra quỹ này, quỹ cryptocurrency nhá. Quỹ nào mà kinh thế này? Một cái quỹ 10 tỷ đô. Một cái quỹ nhỏ của công ty Block One, từ những nhà đầu tư có uy tín. Chưa, mình cũng chưa thấy những cái quỹ này nó có một cái sự gì động thái nào một cách rõ ràng, cũng chưa có tuyên bố là mua đồng nào, cũng chưa có list ra những cái sử dụng vốn. Hoàn toàn là câu chuyện này nó mới chỉ đang khởi động để mà đưa ra công chúng thôi, đưa ra cộng đồng thôi. Mà chơi với các ông tỷ phú này thì cứ phải đợi xem các ông làm nào đã, chứ ngồi nhìn các ông ấy thì cũng hơi dở đấy. Chúng ta thấy rằng là màu xanh thì nhiều hơn. Vậy là tin tức mình nghĩ rằng là cái phe mà nó muốn đưa lên nó đã quyết liệt rồi, nó đã quyết liệt rằng là nó sẽ bơm tin lên trong giai đoạn này để nó đẩy giá lên mức nào đấy nó muốn. Một lần nữa, ui clip dài quá rồi. Đây clip đầu ngày thôi, hy vọng là cũng mình thấy rằng là thông tin nó cũng chưa có gì nhiều để cho mọi người cảm thấy hữu ích, nhưng mà mọi người thấy hay thì hãy cho mình một share, một like, một subscribe. Mình thấy tất cả những dự định cũ của mình đều chưa có gì cần phải thay đổi cả về trung hạn và dài hạn trong tháng này. Đó là câu chuyện giá nó vẫn còn cái áp lực bán xuống. Đó là câu chuyện giá nó hoàn toàn nó có thể bị đưa lên một cái mốc, sau đó bị đạp xuống để gom thêm. Là chuyện vẫn còn xảy ra, vẫn còn rất nhiều dấu hiệu có thể xảy ra. Chưa có gì nhiều trên biểu đồ cho chúng ta thấy một cái tín hiệu gì đấy khả quan hơn. Đà tăng cũng không có dấu hiệu là sẽ tăng mạnh, chưa hề có dấu hiệu tăng tốc. Bitcoin quên đồng ổn định thì không bị lấy ra khỏi sàn nhiều, bởi vì nó đang chuyển từ USDT chuyển sang coin, chuyển sang crypto, chuyển sang các đồng an. Tất nhiên là những cái tổ chức nào bán thì nó phải lấy ra thôi, cái chuyện đấy thì mình thấy không bất ngờ. Nhưng USDT nó giảm, nó không phải là bị giảm sốc rút ra thị trường, mà đó là một cái sự đầu tư vào những đồng an và đồng và Bitcoin. Cho nên theo mình rằng là cũng chưa có gì nghiêm trọng, chưa có gì xấu ở trên cái tình hình của đồng stablecoin cả, đồng ổn định cả. Duy nhất những cái điều mình muốn nhắc nhở mọi người đó là gì? Đà tăng này chưa hề rõ ràng đâu. Thứ hai, mua altcoin không phải đồng nào nó cũng sẽ tăng đâu, đồng nào cũng tăng mạnh đâu. Nhìn giúp mình vào các 7% để thấy rằng là nếu như đầu tư vào an vào tuần trước, mặc dù Bit có dấu hiệu đi lên nhưng không phải đồng nào bạn cũng lãi, thậm chí là còn lỗ. Vì vậy là gì? Hãy đầu tư một cách an toàn và cẩn thận. Đừng thấy hoa nở mà nghĩ xuân về. Ngược lại, đừng anh em bảo với mình rằng là gì sao suốt ngày nói tin xấu, xem lại clip trước của clip này. Sẽ thấy rằng là mình là một người đang ủng hộ cho cái đà tăng như thế nào và giải thích tại sao mà mình tin vào điều đó. Chứ đừng nói, rất nhiều anh em nhắn tin cho mình là tại sao anh cứ bảo rằng là giá nó xuống trong khi em thấy anh vẫn có lệnh mua lên và em thấy rằng là giá nó vẫn đang đi lên đấy chứ. Mình nói rồi, từ thời gian mình nói là trung hạn và dài hạn nó sẽ khác những nhận định trong ngày, khác với cái đánh trong ngày của mình. Các bạn sử dụng thông tin của mình theo cách của mọi người, nhưng đừng hỏi mình rằng là, và cũng đừng nói với mình rằng là gì tại sao anh cứ thay đổi liên tục tục thế. Mình không hề thay đổi gì cả, từ tháng 4 đến giờ, từ lúc mở kênh đến giờ, những gì mình nói nó vẫn bám theo nhau một cách rõ ràng. Cảm ơn mọi người một lần nữa, hy vọng là mọi người thấy clip có ích. Hẹn gặp lại.